làm sao để đừng thất bại, làm sao để đừng thất bại thì các bạn. Mình là Dan Nguyễn, mình đến từ Sky Consulting. Mình tên là Nguyễn Đức Phương, tới từ Sky Consulting. Hôm nay mình chia sẻ cho những cái bài này cho những doanh nghiệp nhỏ, làm sao để đừng thất bại, làm sao để thất bại. Cái câu trả lời là cái đầu tiên là đừng theo đuổi cái phương hướng đó, đừng có theo đuổi trend. Tiếng Việt là cái phương hướng, tiếng Việt là gọi là phương hướng. Giống như ví dụ giống như tại Đà Lạt này thì phương hướng là mấy tháng trước, mấy năm trước á, chứ khoảng còn một năm trước, cái phương hướng là cái đồ ăn Hồng Kông, thì sau khi cái nhà hàng Hồng Kông mới mọc ra, một cái nhà hàng đầu tiên ở Hồng Kông mới mọc ra, thì tất tần tật những cái người khác nhảy vô, mình cũng có mặt bằng, mình cũng đi mở nhà hàng Hồng Kông, mình cũng đi mở, cuối cùng mọc cả đống lên, mọc cả mấy cái luôn, mười mấy cái luôn, rồi cuối cùng qua một thời gian vài tháng đóng cửa hết. Có nghĩa là mình đừng có đi theo một cái trend, cái trend nó không bao giờ tồn tại được lâu hết, giống như bạn cứ suy nghĩ đi, cái quần ống le hồi đâu, nếu như không biết bạn nhé, mấy cái bạn mà sống ở Việt Nam lâu rồi đó, tuổi hơi già rồi, khoảng có 30 trở lên đó, thì trước đây là người ta bận quần ống le đúng không? Thì cái đó nó cũng rất là nổi một thời gian, rồi cuối cùng nó cũng ra đi đúng không? Rồi sau đó nó có một Phương biết là sau đó nó có một cái thời kỳ là người ta mang dép doctor, dép bác sĩ là một cái đôi dép da mà rất là dày, rất là nặng, có thể là vác lên mà phang một người nào đó, người ta có thể dùng nó thành một cái vũ khí được. Ok, thì đó là một cái trend, thì nó tới và nó cũng ra đi. Thì để mà một doanh nghiệp nhỏ mà đi ra làm ăn, đừng bao giờ làm những gì mà nó theo một cái tình huống ấy đó. Ok, cái nào nó bền thôi. Giống như bán tạp hóa đúng không? Thì cái tạp hóa đó là cả trăm năm rồi người ta vẫn bán, đúng không? Thì nếu mà mình mở ra một cái tạp hóa thì cái phần trăm mà nó thành công thì nó cao hơn cái phần trăm mà bạn đi theo một cái phương hướng nào đó thấy người ta mới mọc ra cái này thì mình đi theo, mình làm giống vậy, nhưng mà mình sẽ thất bại. Nó có nghĩa là vậy. Ok, thì đơn giản là vậy. Sâu xa hơn là nếu mà những một bài khác là một về cho những doanh nghiệp mà làm ở trên mạng hay là một cái công ty nào trên mạng, ok, và bán một cái vật liệu gì đó, bán một cái dụng cụ gì đó, bán một cái thứ gì đó, nếu bạn mở ra một cái công ty đó, có hai cái bạn phải có. Nếu bạn không có thì bạn sẽ vẫn thất bại. Nếu bạn mở ra một cái cho là một cái ví dụ là nếu bạn là mở ra một cái trang web mà bạn bán, cho là bạn bán bây giờ suy nghĩ là bạn bán đồ thể thao, bạn bán đồ thể thao ở trên mạng, bạn bán quần áo thể thao, banh bóng ở thể thao, vợt viết về thể thao ở trên mạng. Nếu bạn mở ra một cái trang web đó, đúng không, để bạn bán đồ thể thao trên mạng, hai cái bạn phải có. Cái thứ hai, giá bạn phải rẻ hơn ngoài thị trường, giá bạn phải rẻ hơn những cái đứa mà bạn cạnh tranh. Cái đầu tiên giá bạn phải đánh phần giá bạn phải rẻ hơn. Cái thứ hai là bạn phải nhanh hơn, cái dịch vụ bạn phải nhanh hơn, có nghĩa là giao hàng tận tay tới khách hàng nhanh hơn. Thì nếu mà bạn hai cái đó nó gọi là giống như là món nóng món nồi canh, là bạn phải có muối, hay là bạn có một cái nước muối, hay là bạn có xì dầu, hay là bạn có ớt, hay là sao đó, ok, thì hai cái đó gọi là cái ingredient, là tiếng Việt thì cũng không rành, hai cái nguyên liệu bạn phải có, là bạn phải rẻ hơn và bạn phải nhanh hơn, hai cái bạn phải có. Nếu mà bạn không có hai cái đó, đừng mở làm chi hết, bạn sẽ không thành công. Khó lắm bạn ơi, thì người ta bỏ rất là nhiều tiền để quảng cáo, mà bạn không có, bạn là một doanh nghiệp mới ra, bạn làm có tiền mà quảng cáo bằng nó, mà bạn đòi đi đấu tranh với nó, đừng làm chi, đi làm cái việc khác, làm những cái gì người ta chưa làm. Cái mà thành công của bạn có thể cao hơn nếu bạn làm những cái gì người ta chưa làm, hay là bạn bán một cái sản phẩm nào người ta chưa bán,
hay là nó mới quá thì bạn nên nhảy vô, nhảy vô. Nhưng mà nhớ, cuối cùng cũng là dịch vụ, dịch vụ. Nếu mà bạn chưa, bạn mà kinh doanh ở ngoài xã hội mà bạn chưa biết, bạn chưa học, bao giờ học một khóa dịch vụ, làm sao dịch vụ tốt hơn, làm sao phục vụ tốt hơn, thì bạn nên học đó. Bởi vì cái đó là cái có thể làm giúp, có thể giúp bạn thành công hay là thất bại. Dịch vụ, dịch vụ là dịch vụ có nghĩa là mình làm tốt cho cái người tiêu dùng, người mua sản phẩm. Lúc nào mình cũng nghĩ về người mua sản phẩm hết. Ok, tại sao thằng Amazon nó nắm đầu thế giới và nó bán mặt hàng, bây giờ tất cả mọi người ở bên Mỹ đều mua mặt hàng ở của Amazon, tại vì sao? Tại cái thằng cái ông chủ của Amazon á, ổng thương, ổng in love, ổng yêu khách hàng, ổng yêu khách hàng. Ổng chủ yếu là làm sao để cho khách hàng vừa lòng chỉ vậy thôi. Chỉ cần một cái nguyên tắc vậy thôi, là làm sao cho khách hàng yêu mình và vừa lòng, làm sao khách hàng yêu mình và vừa lòng. Và nhiều lúc mình làm lỗ, mình vẫn làm để cho người ta yêu mình và người ta vừa lòng thì mình vẫn làm, mình làm. Thì cái đó là gọi là phục vụ. Nhiều lúc có thể là mình lỗ, nhiều lúc có thể là mình không như thế này thế là nọ, nhưng mà để thành công thì mình phải phục vụ hết mức. Đơn giản là vậy thôi. 6 phút rồi. Mình tên là Nguyễn Đức Phương, tới từ Sky Consulting. Mình có 22 năm kinh nghiệm kinh doanh tại Mỹ. Những gì mình chia sẻ, cảm thấy những cái bạn nghe bạn thấy có cái gì nó hay, giờ ghi cho mình câu nói anh Phương, em muốn anh nói về cái vấn đề này hơn, hay là anh Phương nói cái này đúng, nói gì sai, chia sẻ. Tại vì Phương muốn những cái gì Phương nói sai chia sẻ với Phương, tại vì Phương lấy nó giống như những cái bài học, những bài học, những cái gì mà bạn nói Phương nói sai thì Phương rút ra, có thể là Phương học một cái gì, bài học gì trong đó nha. Ở dưới cái màn hình này nó có một cái trang web của mình, ứng vô trang web nó qua trang ứng vô trang web của mình, trong đó có 22 năm kinh nghiệm kinh doanh tại Mỹ, thì trong đó những cái gì Phương biết Phương ghi trong đó thì bạn có thể đem xuống áp dụng cho công ty của bạn và có thể áp dụng cho cuộc đời của mình, có thể là trở thành một người tốt hơn. Vậy thôi, ok, chào mọi người.